với đại chúng biết rằng đại thừa mà được truyền từ chư tổ sư Ca Diếp cho đến ngài Lục Tổ Huệ Năng, rồi sau này truyền thừa xuống năm dòng của dòng thiền gọi là Ngũ Gia Thiền Tông, thì coi như là những cái tông phái này đều tu theo cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tại sao vậy? Bởi vì chính Lục Tổ đại sư người đã chỉ dẫn qua phương pháp này. Quý đại chúng vị nào đã đọc qua cái Pháp Bảo Đàn Kinh thì quý đại chúng đều thấy rằng ngài Lục Tổ đại sư ngài đã chỉ dạy phương pháp vô niệm, vô sở trụ của tâm. Bây giờ thế nào gọi là tu Bát Nhã vô tướng? Người tu hạnh Bát Nhã thì không thấy có pháp thiện để nắm giữ và không thấy pháp ác để buông bỏ. Cái chỗ này đại chúng nên để ý để thấy. Tâm thường không bị trói buộc bởi các pháp. Đây là bố thí ba la mật theo đại thừa thiền tâm. A Di Đà Phật. Thành ra nó không có sự tướng. Có nghĩa là trong cái người tu trong cái hạnh Bát Nhã theo thiền tâm đó, thì họ không có để cái pháp thiện và cái pháp ác nó trói buộc mình. Không dựng lại giữa hai cái pháp này. Do đó gọi là bố thí ba la mật. Bởi vì do tâm không trụ trong các pháp nên các pháp không vọng động nổi lên. Đây gọi là trì giới ba la mật. Người tu hạnh Bát Nhã ba la mật, tâm không bị các thiện pháp và pháp ác thường vọng tưởng trong bản tâm, do đó không sanh tâm dẹp bỏ. Đây chính là nhẫn nhục ba la mật. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng vô tướng nó khác cái hình tướng ha. Hàng ngày người tu hạnh Bát Nhã an vui trong tịch trong tịch pháp, mỗi niệm hằng thấy được bản tâm. Đây chính là tinh tấn Bát Nhã ba la mật. A Di Đà Phật. Như vậy cái tinh tấn của người mà hành cái Bát Nhã ba la mật qua hình tướng là họ tăng cái con số tu lên. Nhưng mà ở trong cái vô tướng thì không phải vậy. Ở trong vô tướng có nghĩa là trong mỗi niệm của người tu Bát Nhã đều phải thấy cái bản tánh tịch tịnh của mình. Chỗ này mới gọi là cái chỗ tinh tấn. Người tu hạnh Bát Nhã vô tướng ba la mật thì hằng lìa xa các tướng, trong thì không loạn động, nên tâm thường ở trạng thái tịch tịnh của thiền định. Tâm thường tĩnh lặng, do đó hai tướng sinh diệt không sinh. Bởi vì hai tướng sinh diệt không sinh, bấy giờ thì trí quang Bát Nhã tự chiếu sáng bổn tâm. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng vô tướng Bát Nhã rất là hay. Cái phương pháp này là cái phương pháp mà thầy mong rằng quý vị nên đạt ngộ lấy, nên giữ lấy để tu. Cái phương pháp này là phương pháp mà có thể giúp cho người diễn ly được sinh tử luân hồi trong cái hiện kiếp. Người tu lý Bát Nhã mà đến khi trí huệ phát sinh là đã viên mãn được sự và lý của Bát Nhã và vào trong ngôi đẳng giác Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nhìn lên thấy Đức Quan Âm, nhìn lên thấy Đức Di Lặc, nhìn lên thấy Đức Văn Thù, các ngài đều là những cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát, bởi vì các ngài đã chứng được sự và lý của Bát Nhã. Mà người mà đã chứng được sự và lý Bát Nhã thì họ có thể phân thân mười phương để tùy duyên mà cứu độ chúng sinh. Họ phân thân vào trong cảnh giới phiền não, nhưng mà chúng sinh phiền não chứ họ thì không phiền não. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cũng như mình đi vào trong cái trong nhà tù. Thí dụ một cái người đi vào trong nhà tù mà không có tội thì giống như một vị luật sư vậy. Một vị luật sư mà vào trong nhà tù thì khi vào trong nhà tù rồi, thăm tù rồi, quý vị ra rất là dễ dàng. Vị luật sư đó là tượng trưng cho một vị những vị đại Bồ Tát. Đi vào trong nhà tam giới nhưng mà không bị nhà tam giới nghĩa là trói buộc, không bị nhà tam giới nghĩa là giam cầm. Còn chúng sinh thì vào trong nhà tam giới đều bị cái tam giới giam cầm, rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Bây giờ thì Phật bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: ông quán sát nghĩa nào để đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, và ông an trụ trong chánh đẳng chánh giác chăng? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái câu này mà Phật hỏi thầy cũng như hỏi quý đại chúng, chắc là thầy với quý đại chúng không thể nào trả lời nổi, bởi vì câu hỏi quá là diệu thâm, quá là cao sâu. Cái đoạn kinh này quý đại chúng thấy rằng Đức Phật hết sức là từ bi. Ngài dùng cái lời thâm diệu đặt lên câu hỏi.
đầy cái sự thắng nghĩa với Bồ Tát Văn Thù Siêu Lợi. Và nếu câu này Đức Phật trực tiếp hỏi các vị tiểu Bồ Tát và các hàng thanh văn Bích Chi Phật thì chắc chắn rằng những vị này sẽ không mở miệng thành lời được, bởi vì câu hỏi này rất là khó. Bây giờ thì Văn Thù Sư Lợi trả lời như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, con không đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác và con cũng không an trụ trong Phật thừa, thì sao lại còn sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác như lời con vừa nói, tức là tướng chánh giác? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ với câu trả lời này của Ngài Văn Thù. Một câu trả lời rất là hay, một câu trả lời rất là thắng diệu, một câu trả lời mà mở rộng tất cả cửa tam giới cho mọi chúng sinh trong mười phương. Câu trả lời của Ngài Văn Thù là chìa khóa mở cửa Bát Nhã, và cũng là một cái cú đấm, mà quý vị thấy không, cũng là một cú đấm dở mặt những cái người mà gọi là tăng thượng mạng. Có những người mà tăng thượng mạng lý sự vạn pháp không thông hiểu, nhưng mà đối với bọn phàm phu mê muội thì họ thường tự xưng mình là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong pháp tu của Bát Nhã, một danh ngôn để gọi còn không có. Nếu mà danh ngôn mà còn có thể luận bàn được thì đây là lời nói của thiên ma. Bởi tự tâm của mình đã là vô thượng chánh đẳng chánh giác, sở dĩ mà mình bị trôi lăn trong cái dòng sinh tử là do cái vô minh phiền não che đậy mà tự mình không thấy. Ngày nay nhờ mình tu cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật, tiêu diệt tất cả mọi vọng niệm sai lầm, do đó chân tâm của mình nó bừng sáng vậy. Mà chân tâm của mình trong sạch đó chính là chánh đẳng chánh giác vậy. A Di Đà Phật. Do đó quý vị thấy rõ ràng là Đức Văn Thù Ngài đã đạt ngộ đến cái chỗ chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Ngài chưa muốn thành Phật, Ngài còn muốn thị hiện cái thân tướng Bồ Tát để còn hộ pháp cho những vị Phật sau này ở trong tương lai. Nếu mà Ngài Văn Thù Sư Lợi mà Ngài thành Phật và nhập Niết Bàn thì những lời Bát Nhã sau này ai sẽ nói, phải không? Bởi vì Phật Pháp thì không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Do đó ngoại đạo không hiểu được lời của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Vì vậy mà họ bám chặt vào danh ngôn, vào về văn tự, do đó vô lượng kiếp mà họ thắp đuốc đi tìm Phật ở ngoài tâm. Có nghĩa là họ lấy tâm chánh đẳng chánh giác để đi tìm một cái tâm chánh đẳng chánh giác diễn xứ ở bên ngoài. A Di Đà Phật. Như vậy là từ đây quý vị học hạnh Bát Nhã thì bỏ cái tâm đi tìm Phật bên ngoài đi. Trong tất cả vạn hạnh, tất cả muôn pháp đều đầy đủ trong tâm của quý đại chúng, nó không có bên ngoài đâu. Chỉ cần nghĩa là quán tưởng soi nhìn lại bên trong, tất cả đều hiện bài đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới dụ rằng mỗi chúng sinh đều có một cái viên ngọc quý mà mình không biết. Do đó người tu ngoại đạo không nắm được cái lý thâm diệu của Ngài Văn Thù, do đó họ tu vô lượng kiếp mà tâm của họ vẫn mãi còn u mê. Có nhiều người chính mình chưa giải thoát mà vội làm minh sư, xưng danh là vô thượng, mê hoặc người đời. Thiên ma làm mờ tâm của người này và lần lần sẽ đưa họ đi sâu vào ở trong cái cửa dục. Quý vị nên nhớ rằng những người nào mà họ xưng danh mà họ không có tu đó, thì trước hay sau gì họ cũng bị thiên ma dắt vào cửa dục. Trước hay sau gì họ cũng lấy cái ngũ dục của thế gian để họ làm cái cú cánh cho họ. Thành ra trên con đường tu, đây là lời chân thật của Thầy. Khi nào mà quý vị gặp một vị thầy mà vị thầy hướng dẫn quý vị trở về nội quán trong tâm và lìa xa cõi dục thì đó là minh sư. Vị nào mà hướng dẫn quý vị nói rằng các con hãy hưởng dục, dục nó không làm hại cái chân tánh của con, đó là lời của thiên ma. Nhớ lời thầy nói, muốn trở thành chánh đẳng chánh giác phải lìa khỏi những cái ái nhiễm dục vọng của chúng sinh. Bởi vì cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi nó phát sinh từ cái sự ái dục mà ra. Nếu mà cái sự ái dục nó đoạn trừ thì con đường sinh tử luân hồi không còn cửa để mở nữa. Tội nghiệp cho những người mà họ đi tìm Phật bên ngoài, họ không hiểu được cái bản tánh chân thật ở bên trong. Do đó họ chịu oan uổng nhiều kiếp trôi lăn trên sinh tử luân hồi mà không bao giờ thoát khỏi được. Đoạn kinh này mà quý vị nào hiểu được cái nghĩa chánh đẳng chánh giác mà Ngài Văn Thù Ngài vừa nói,
tức là quý vị thành Phật mà không đổi mặt. Quý vị biết không, nhiều khi mình mang cái thân chúng sinh, nhưng mà khi nghe một cái đoạn kinh văn, tự nhiên mình hiểu rõ cái đoạn kinh văn đó, mình tất cả niệm của mình từ xưa tới giờ tự nhiên nó rơi rớt hết, nó rơi rớt hết. Tất nhiên là quý vị thành Phật mà không đổi mặt đó. Ở bên ngoài thì hiện tướng phàm phu, mà bên trong thì tánh giác nó hiện rõ ràng đầy đủ trong chân tâm. Những cái bậc này ở thế gian rất là nhiều, nhưng mà quý vị ít bao giờ gặp, là tại vì quý vị thật sự tu thì quý vị sẽ gặp những cái bậc này. Những bậc này lưu trụ ở thế gian rất nhiều, Bồ Tát ở tại thế gian này tới 62 ức lực, ở tại ngay thế gian của mình đang ở 62 ức hằng hà sa Bồ Tát. Nhưng mà tại sao quý vị không thấy? Là tại vì mình có thật sự đi tìm để tìm minh sư để giải thoát hay chưa? Do đó hôm nay thầy nhắc lại lần nữa, quý vị nào mà tu mà phân nửa thì quý vị sẽ gặp minh sư phân nửa nha. Quý vị nào mà tu mà 3/4 thì quý vị sẽ gặp minh sư 3/4. Còn quý vị nào mà nhất định rốt ráo, nghĩa là thể nguyện con sẽ cố gắng để mà con tu hành đạo hạnh Bồ Tát, đạt thành đạo quả niết bàn cứu độ muôn loài chúng sinh, quý vị sẽ gặp minh sư ngay trong kiếp này. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị đừng sợ rằng mình không gặp minh sư, mà phải hỏi thật cái tâm mình đi, hỏi thật cái tâm của mình đã có sự giác ngộ chưa. Khi mà quý vị đã có sự giác ngộ rồi thì minh sư hiện tiền ngay trước mặt quý vị. Còn quý vị mà còn lơ lửng, quý vị còn chưa biết nghiêng ngả bên nào thì quý vị gặp những cái bậc phàm tăng chứ chưa có gặp minh sư đâu. Mà A Di Đà Phật. Thì thôi hôm nay thầy giảng đến đây, bởi vì kinh Bát Nhã Ba La Mật khó có thể mà đi sâu vào được một lần. Do đó thầy giảng từ từ để cho quý đại chúng hiểu thâm sâu. Cái quyển kinh này có giá trị vô cùng. Vì vậy mà ngoài cái vấn đề thầy thâu thành cái CD để lại cho đời, thầy sẽ biên thành sách cuốn này để thầy giải thích ra cái phương pháp tu, để sau này có những người hậu học họ biết con đường để họ đi vào trong cái hạnh tu Bát Nhã Ba La Mật này. Do đó thầy nghĩ rằng một kiếp sống của thầy nó không có thừa uổng, là thầy đến đây thầy dâng tất cả sức lực, tất cả những cái gì mà thầy hiểu biết về Phật pháp để làm lợi ích cho mọi chúng sinh. Và thầy chỉ có một cái mục đích duy nhất là mong cầu chúng sinh thoát khỏi cái luân hồi, thoát khỏi những sự đau khổ thế gian, an trụ vĩnh viễn trong niết bàn tự tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Phật khen Văn Thù: hay lắm, đúng lắm, ông có đủ năng lực đối với pháp cao xa này, diễn nói ý nghĩa của nó một cách hết sức khéo léo. Ông từng theo các Phật đời quá khứ vuông trồng căn lành đã lâu lắm rồi, dụng vô tướng pháp, tịnh tu phạm hạnh. Văn Thù thưa: ông thường thấy có tướng nên lúc không lại nói là không tướng, nhưng con hiện nay không thấy có tướng cũng không thấy không tướng, sao ngài lại nói rằng con dùng vô tướng pháp, tịnh tu phạm hạnh? Phật hỏi Văn Thù: ông thấy giới thinh văn không? Dạ thấy. Ông thấy thế nào? Con không khởi sự thấy theo phàm phu, thấy theo thánh hiền, thấy theo bậc còn tu học, thấy theo bậc đã đạt đạo, thấy theo đạo thừa, thấy theo tiểu thừa, thấy đã được, điều phục. Thấy không phải, điều phục nữa. Không phải thấy, mà cũng không phải không thấy. Xá Lợi Phất mới hỏi Văn Thù: hiện giờ ông quán thinh văn thừa như thế, còn như quán Phật thừa sẽ ra sao? Văn Thù đáp: không thấy Bồ Tát Pháp, cũng không thấy tu hạnh Bồ Đề và người chứng quả Bồ Đề. Xá Lợi Phất lại hỏi: thế nào là Phật? Thế nào là quán? Văn Thù hỏi gạn lại: thế nào là ta? Ta chẳng qua chỉ là danh tự mà thôi, danh tự lại không tướng. Đúng thế, đúng thế. Như cái ta cũng chỉ là danh tự, Phật cũng chỉ là một thứ danh tự khác thôi. Tướng danh tự không, tức là Bồ Đề, không chạy theo danh tự để tìm cầu tướng Bồ Đề. Tướng Bồ Đề